Mấy cái hộp này xài tiện lên để mồi. Đang còn Hử? đang có nha, Để mồi tiện ha. cái đó để đi câu bắp hay hơn. Hử? Không, em thấy cái nào cũng tiện. Cái này cắm được cái kềm nè, cắm được cái kềm vô đây nè, bỏ khóa bỏ lưỡi đồ thay cũng tiện nhanh. Ừ, hộp khóa hộp lưỡi để mồi chiên ăn ra. Đồ mây hô đẹp mà. Cái này giờ em xài thấy tiện quá trời. Gọn nhẹ đeo đeo lưng. Trời, chưa gì dứt cái trà rồi cha. Trà đâu nằm sẵn đó vậy? Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại đi câu cá chẽm đây. Trời mưa quá mà hôm nay mấy anh em ghiền rủ mình đi. Cái đầm hôm bữa mình dính mấy con cá hồng đây. Nghe nói có cá chẽm lớn nó táp. Hôm nay ra săn thử xem. Sắp tới mùa gió chướng rồi anh em. Thường thì mùa gió chướng thì cá chẽm với lại cá tráp nó sẽ ra cống rất là nhiều. Những cái con trưởng thành, con cá chẽm trưởng thành đó, cá chẽm lớn đó, khoảng 4-5 kg trở lên nó sẽ ra ngoài cống. Thì mùa này là mùa đi săn cá chẽm Hugo hợp lý nhất á. Đồng thời cái mùa này mình cũng thích đi câu cá cháp lắm. Nhưng mà hình như là cá cháp ở mấy cái đầm này nó chưa ra. Dạ. Sảy gì anh? Sảy con gì? Anh để cho nó kéo dây luôn, đóng gì sớm. Hàng rồi, hàng rồi. Hàng rồi, hàng rồi, hàng rồi, hàng rồi. Chẽm. Chẽm lớn rồi anh ơi.
Hàng á, hàng á. Có cái kẹp để sẵn nha anh. Trong đây trà nhiều lắm không? Không anh, có bị cát mé có mấy mắm đó rồi. Còn cặp cặp đó không anh? Dạ, anh giờ giòn hết rồi hả? Ừ, sao? Rồi. Chưa đâu anh, chưa đâu anh. Cho nó vô khoảng trống này. Chưa đâu, chưa đâu. Tuôn ra lại á. Wow. Má. À, hàng hàng. Con nó tệ cũng hàng chục. Hàng chục. Làm đúng luôn mà. À. Bữa em cũng quăng vậy đó mà không có tới ảnh nó đụng lên không à. Mép mép nhỏ quá, găng cắn meo quá. Tuột anh, vô tới đây tuột nè. Hàng bớt không gấp quá. Gấp lên hàng không nè. Giờ nó đi rồi chứ là... Con khác đó. Con khác. Chính từ em hay luôn. Bỏ gì con này mà thấy ta cùi á. Nó dính vào màng rồi bớt mày. Dính vào màng rồi. Thôi buộc chết rồi, về ướp đá. Có chừng cắt trúng dây anh kìa. Cái gì? Nó có gỡ không? Gỡ không? Rồi về ướp đá nó thôi chứ sao giờ. Ăn vô mang hả? Kiểu này rộng sẽ nó không chết. Dạ, kiểu này chảy máu là chết rồi. Tại vì nó chảy máu ở mang là nó anh cầm cái kẹp giùm em. Cầm chắc nha. Trời, ăn cho mang kiểu dài chạy kiểu gì. Nước sâu quá sâu. Dạ, nước nguyên con. Nhẹ nhẹ. Kéo lên kéo. Biết nữa rồi. Kiên phê phê. Nay cá chịu ăn là được rồi, có cảm giác rồi. Con gì vậy trời? Á, à, lại cá căng nữa chăng? Cá măng. Măng baby. Vãi. Trời đất ơi. Có hình ảnh vậy được rồi. Năm này mới thả cá nên cá còn nhỏ. Dậy cái con, dậy rớt xuống con. Ngồi trên bờ thở luôn kìa. Mệt quá rồi đúng không? Mệt quá ngồi thở luôn. Nè quyến nha. Xuống dưới đi không? Nữa. Anh xác mấy bùi trà nó ra.
Cá nó táp cũng mạnh lắm chứ. Một cái lên bờ luôn. Cá bự quá, bự nè. Ôi gan ráp. Con ngồi bự bằng cá luôn mà. Không mà đâu, rút như vậy mà vui. Vui. Ừ. Có cá rút rồi. Câu có cá là vui rồi, cần gì phải không? Không sao, để cho mình qua bên đầm bên này luôn đi, đừng ra cống, nít nồi ra cống. Một bầy luôn rồi. Anh câu ngay lỗ đó hả? Ừ, anh kéo vô chạy tới đây nó quất luôn. Nít nồi đừng có ra cống, tập tành chỗ người lớn. Cho mày qua trà mày ở đi. Trời ơi, tét lét cái mép. Này. Đánh cái con mồi, ví dụ mình chơi cái này nè, mà mình đánh cái con mồi mình thích á, nó lên cá nó đã lắm. Giống như bữa giờ đang đánh cái con quỷ này nè. Em nhỏ mà. Anh em lên cá ào ào mình không móc bọc. Cá này bên nó được mà hả? Được. Dư sức. Lên luôn, lên thẳng luôn. Trời ơi, cần tini mà. Cần tini mà. Con nó đánh ngon không? Quá êm nãy. Quá êm quá. Trơn nha. À, nó kéo vô chồng anh. Đánh lên nó kéo lùa vô chồng, thấy bà. Cạn quá, đánh con này lặn cạn quá.
Ủa à? Nó Santo cái nó xảy rồi anh. Santo cái rớt luôn rồi. Táp hộp kìa. Dạ. Sáng giờ thả cá không à. Quạo ghê. Mày nhảy chạy nữa đi. Nhảy xuống bằng đường nào đây ca? Đi cặp đó luôn, anh đi cặp đó luôn. Ủa đâu rồi? Cá anh kéo đâu rồi? Dưới nè, nó lạng la rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó phình lên rồi. Nó phình lên, nó lôi lại luôn cái gì anh chưa? Không có, dướng rồi, nó dướng cây rồi. Đưa kẹp em. Bên đây đâu có đi qua được. Ở bên đó không có gì.